Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn cảm biến mức dạng radar, ống quay dẫn hướng dùng cho các bồn chứa silo chất rắn có tên là Level Flex FMP57 của hãng Enresthorser. Đây là thiết bị cao cấp để đo mức chất rắn khối lượng lớn, giới hạn lực kéo tác động lên dây đầu dò lên tới 30 kN với khoảng cách đo sâu tới 45 m, nhiệt độ nguyên vật liệu từ 40 cho đến 150 độ C. Nhiệt độ môi trường làm việc của thiết bị là từ -40 cho đến 80 độ C tùy vào loại vật liệu làm mặt bích, nên nhiệt độ của nguyên liệu trong silo ảnh hưởng đến nhiệt độ trên thiết bị khác nhau. Đầu ra tín hiệu 4-20mA, hỗ trợ truyền thông dạng H, có màn hình hiển thị, phải là giám sát. Cấu tạo của Level Flex thì gồm có: thứ nhất là phần đầu cảm biến chứa và bảo vệ bộ điều khiển và màn hình hiển thị. Tiếp theo, phần thứ hai là phần mặt bích kết nối. Thứ ba là dây đầu dò. Thứ tư là quả trọng dây đầu dò. Xét về nguyên lý đo, Level Flex là một hệ thống đo lường downward looking có chức năng theo phương pháp time of flight với khoảng cách từ điểm chuẩn đến bề mặt sản phẩm được đo. Các xung tần số cao được phát ra dọc theo dây dẫn đầu dò. Các xung này được phản hồi từ bề mặt nguyên vật liệu tới bộ đo điện tử và chuyển đổi thành tín hiệu thông tin mức. Trong đó, LN là chiều dài đầu dò, R là điểm chuẩn của phép đo, D là khoảng cách đo, L là mức nguyên vật liệu, E là khoảng hiệu chuẩn mức 0% khi hết liệu, F là khoảng hiệu chuẩn mức đầy 100% khi đầy liệu. Khoảng cách D từ cảm biến tới bề mặt sản phẩm tỷ lệ thuận với thời gian đi T của xung, D bằng C nhân T chia cho 2. Trong đó C là tốc độ xung tần số cao. Với khoảng trống E thì giá trị mức L sẽ bằng E trừ đi D. Level Flex được đặt hàng trước tại xưởng với thông tin chiều dài đầu dò, để trong hầu hết các trường hợp chỉ cần nhập thông số điều chỉnh thiết bị phù hợp với điều kiện đo. Với loại đầu ra dòng điện 4-20mA, điều chỉnh cho khoảng E và F là 4 và 20mA tương ứng với mức là 0 và 100%. Trong quá trình lắp đặt cần chú ý là khoảng cách A giữa tường và que đầu dò dây đối với bức tường kim loại trơn thì phải lớn hơn 50mm, đối với tường bằng nhựa thì phải lớn hơn 300mm đến các bộ phận kim loại bên ngoài bồn chứa, đối với tường bê tông thì phải lớn hơn 500mm, với các loại khác có thể được giảm xuống. Khoảng cách B giữa thanh dây que thăm và cảm biến mức dạng on-off là lớn hơn 300mm. Khoảng cách C từ đầu dò đến đáy bồn chứa là lớn hơn 10mm. Ngoài ra, khi thiết bị để ngoài trời có thể lắp nắp che như hình 1 để bảo vệ thiết bị chống lại các điều kiện thời tiết, mưa nắng v.v. Trong các bình kim loại, tốt hơn là không gắn đầu dò ở giữa của bình như hình 2 vì nhiễu tăng lên do sóng cộng hưởng. Nếu phải lắp ở vị trí trung tâm thì phải tính toán để trừ đi sai số do nhiễu. Không gắn đầu dò tại cửa cấp liệu như hình số 3. Với không gian lắp đặt hạn chế thì có thể dùng cảm biến với đầu đo đặt ra xa màn hình điều khiển với dây dẫn nối dài. Lượng chất rắn tác dụng lực kéo lên dây đầu dò tỷ lệ với chiều dài của đầu dò, mật độ của sản phẩm, đường kính silo và đường kính của dây đầu dò. Các biểu đồ trên cho thấy lực kéo của một số loại chất rắn điển hình tác động lên đầu cảm biến như silica, xi măng, v.v. Nếu lực căng lớn hơn ra cho phép thì phải giảm lực căng bằng cách rút ngắn đầu dò. Nếu không rút ngắn được thì có thể sử dụng loại thiết bị siêu âm hoặc radar mức không tiếp xúc. Có thể lắp trực tiếp trên nắp silo, bồn chứa hoặc gắn với ống mặt bích có đường kính và chiều cao nhỏ hơn 150mm và lớn hơn 80mm để bảo vệ dây đầu dò và đảm bảo đo chính xác, có thể cố định đầu dò xuống đáy silo. Cấu tạo của phần đầu cảm biến thì bao gồm: thứ nhất là nắp che bảo vệ màn hình, thứ hai là module hiển thị, thứ ba là module điện tử chính, đó chính là bộ điều khiển, thứ tư là đầu PG luồn cáp điện, thứ năm là nhãn mát thiết bị, thứ sáu là module điện tử xử lý tín hiệu vào ra, thứ bảy là cầu đấu dây, thứ tám là nắp che bảo vệ cầu đấu dây, thứ chín là đầu nối tiếp đất. Xét về sơ đồ đấu dây, thiết bị trên tay mình có đầu ra 4-20mA, đầu nối tiếp với nguồn cấp từ 11,5 cho đến 35V một chiều và bộ hiển thị hoặc đầu vào analog của PLC. Điện trở của tải và dây dẫn R phải đủ nhỏ để đảm bảo đủ điện áp cấp cho thiết bị. Thiết bị có module hiển thị với màn hình 4 dòng để cài đặt các tham số giá trị đo với các menu cài đặt, chế độ vận hành, hoạt động, chẩn đoán lỗi rất đơn giản và trực quan. Về cài đặt và hiển thị tại chỗ trên cảm biến, hiển thị tên thiết bị và báo khi có lỗi, hiển thị giá trị đo và đơn vị của nó và biểu đồ giọng thanh của giá trị đo. Ta cài đặt hiển thị và cấu hình thông qua phím điều hướng cộng trừ và Enter để lựa chọn các menu nhằm giá trị tùy chọn. Phím cộng trừ để di chuyển và lựa chọn thực đơn, lựa chọn giá trị tham số cần điều chỉnh. Phím Enter để mở thực đơn phụ hai tham số, xác nhận giá trị thay đổi của tham số.
Nhấn tổ hợp phím cộng trừ để thoát khỏi tham số cài đặt mà không cần thay đổi hot menu hiện tại và trở về với màn hình chính. Để cấu hình cài đặt đo mức chất rắn, ta cần phải cài đặt các thông số sau đây. Thứ nhất là cài đặt đơn vị. Thứ hai là cài đặt giá trị hiệu chỉnh, gồm có khoảng cách E giữa điểm tham chiếu R và mức tối thiểu là 0%, khoảng cách F giữa mức tối thiểu 0% và mức tối đa là 100%. Xác nhận lại thông tin cài đặt và kiểm tra giá trị tín hiệu ra có chính xác hay không. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.